mày là tao đi đi theo nó à, tao đâu biết đây đâu. Thủ thế đi. Rồi. Chưa. Sao mà ta sao mà chạy thoát sầu ca được? Tôi nhìn thấy dấu tôi nhìn thấy dấu vết nó lết vào đây rõ ràng mà. Cụ sao này này mày. Cụ trống. Ui. Con ngắn gì mà đó làm vậy? Con ngắn gì đó làm vậy? Bay, nó bay. Yeah. 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 Hôm nay Sầu Ca lại tiếp tục đi săn ở mùng 2 Tết nha anh em. Thì nay vô nhà của anh Ni nè. Ni nhà này nãy làm mới có 2 lon mà bê quá. Bây giờ không dám ăn kẹp luôn, giờ có bạn Mến nè. Hello. Cũng người cũng 1-2 lon hết rồi. Bây giờ thì anh Ni anh rút săn, anh đổ xuống máy nè, rồi mấy anh em mình đi săn nè anh em. Đây nè. Cho anh em coi. Chịu chơi lắm. Đây, đi bữa nào đi cái xuồng này nha anh em. Từ đó giờ mới đi săn xuồng lần đầu tiên luôn thì nay đi chắc kiếm bịp bịp với mấy con cò, cho cò là cò lá với con vạc ha. Cò hương. Cò hương. Thì nay Sầu Ca cũng 2 lon cũng bê bê, Sầu Ca bắn là cây Leon King nè, chứ không dám bắn cây SK. Tại vì SK chắc sợ vô đây. Cũng phê trơn rồi. Nãy vô đây sẵn nhậu luôn. Nay ra test dây lượm con. Giờ mấy anh em mình chuẩn bị lên ghe rồi nè. Có gì Sầu Ca sẽ quay anh em coi, hôm nay sẽ hấp dẫn đây. Rồi em bắt đầu khởi động anh em mày. Quá trời anh em mày. Mà đi theo mấy sông rồi nè. Tài xế thứ dữ luôn nghe anh em. Đam mê. Rồi. Chiến đấu thôi. Cái ná tới đâu rồi. Mới mượn cái quần luôn. Nó dù che dù che gì nắm bút đẩy vô kia được rồi thấy không, cãi anh không. Còn kìa mình túc áo ở lại hả. Nãy kia không chịu lên. Mày không. Nãy kia kìa không chịu. Nãy kia là lụm được con tô hú luôn rồi. Quay lại. Ai biết? Sát bên. Từ từ mình lên nó một chén mình ngồi đó mình túc tôi lụm đó. Từ, bự lắm. Nãy giờ kêu mà nó không qua ta. Không, nó qua tới đó rồi đó. Ừ. Nó đứng giữa đầu lá không mọi người. Rồi tắt máy đi. Còn nữa nha. Đứng giữa sông á. Đó. Thủ thế đi. Rồi. Chưa được la. Bắn bịp lá quá. Nghe chạy bắn không được anh em ơi. Ừ. Cái ghe chạy bắn được. Ôi quen. Đúng rồi. Ôi. Con ngắn gì mà đó làm vậy? Con ngắn gì đó làm vậy? Ngắn nhỏ xíu à. Phải xít. Còn cước kìa. Còn cao quá cò. Bay, nó bay. Yeah. Tiếng mẹ luôn. Con cái gì đầu nó đâu rồi? Lẹ lên Phi ơi. Lội xuống lụm đi. Mày mất tiêu rồi. Rồi chìm ơi. Quá à, bắn ngay đầu luôn. Chìm ơi. Chìm ơi. Ở cọ. Trời ơi. Tay trong mày chìm anh em ơi. Từ kiếm á, nó nổi lên không? Chìm ơi. Bắn ngay vô cổ nè. Em bắn ngay đầu chìm nổi chặt. Chìm ơi. Muốn lãi cho bá luôn. Hồi nãy bắn bay xuống lụm liền á. Lụm nổi tôi á. Chứ đụng á chứ quay ghe là nó chìm. Quay đi kiếm thử ai. Chìm rồi.
ngay cổ mà ngay đây nè, cái phục luôn. Nó còn đâu sát sát bên không trời. Nó này thằng chở thằng bắn ý ngựa mới đã nè. Rồi, đi luôn. Lụm. Đó. Có sát khí. Nghe đầu cái gì á? Sống thì bội. Được một em ơi. Lụm. Lụm chưa? Cô đâu rồi? Ghê gì? Gật kìa, kìa chỗ kìa. Chỗ kìa. Xuống rồi. Giết. Trời ơi trời ơi kìa. Hai con bị bịp. Trời ơi. Cái giọng ở kia kìa. Trời bụi che, bụi che, bụi che. Hai con bị bịp luôn. Má, hai con luôn trời. Chết lỗ quá. Chừng trời gì xiên đại đi, xiên đại đi. Má, hai con luôn mà. Nhảy con kia coi. Rồi. Em rồi. Hai. Ừ. Hai con bị bịp luôn trời. Ừ. Má thiệt tình. Rồi. Kìa. Má leo đọt luôn rồi. Chưa. Má à, khôn quá khôn. Chị đọt hay bà? Nó đọt cù xanh. Cù xanh này nè mày. Cù trống. Đâu đầy gì chả. Trời cu xanh mập. Chết tốt anh em ơi. Tiếp tục, tiếp tục. Còn hai con nữa. Giữ mơ giữ bờ sẽ tới. Đây nè. Kiếm nhầm cái cây mới sạc đó. Đúng không mày?
Nè nè, đứng yên, đứng yên. Ê, thấy tôi không? Đó, lùm cây đó. Thấy anh không? Má nhảy không phun sao bắn bà. Rồi lụm. Xong rồi đó. Để cho nó bỏ vô, để cho nó bỏ vô mé vậy bắt. Má. Đúng rồi, sầu ca thì không bỏ, không bỏ. Thử luôn đi. Khỏi ăn đó. Ngay đầu á, canh ngay đầu á. Mến sao vậy? Rồi mến này lụm được rồi mến này, chết rồi mến này. Chết rồi. Rồi. Rồi, lụm. Ai bắn vô đầu rồi đó. Em vô. Em. Má không tha được mà. Cho ông mến ăn tôm hú mới được. Sao mà tha, sao mà chạy thoát sầu ca được. Tôi nhìn thấy dấu, tôi nhìn thấy dấu vết nó lết vào đây rõ ràng mà. Rồi con này. À dí một buổi trời luôn. Chúng mua lưng là chết. Má tiếc cái là. Wow. Dạ vậy. Dây điện 160 mà bán 150 đâu. Có hai loại, thì 150 160 mà nó 150 vậy không? 160 vậy thôi, nó vậy. Mới thay gì? Rồi anh em ơi, nãy tính đi sang đường sông mà sang được nửa chân thì ông anh Du Tiểu Cần xuống với đệ tử xuống chơi cái quay ngược lên sang trên ấy, sang được con tương hú, con bu xanh. Rồi mấy anh em mình đây làm vài lon lay gai mùng 2 nè. Rồi mấy này cũng về. Dạ mấy cô ơi, vô nè, vô nè. Nay mấy anh em mình đi sinh tồn ơi, ở nhà thịt cá ăn đi chán quá. Này giờ ấy nướng mà chim tới nổi đen vậy luôn nè. Nè mê bắn cái bảng kia. Phải mày bắn. Rồi. Vô đi, khui bóc bóc gì đi. 4-5 người mà có mấy con chim vậy. Trời mất mớ vậy, không ngồi bên đây, tôi ngồi bên đây mấy cha cũng bu bên đây nữa. Thì ăn ngon. Ở đây nè, con đảo này. Ngày mùng 2 nha. Chín chưa vậy? Chế ra, chín rồi, khác luôn. Chế rồi. Cua xanh nữa nè. Để nào nãy thì ngày mai đâu lấy thêm cái kéo luôn quá, sầu ca. Trời, tôi hú xé đi. Có chừng cái gách bụng. 17, 18. 8 hay 7 vậy? 8. 8. Năng cho giá cái gì? Chỗ cánh nó còn nguyên. Ê, cắt gì lúng ấy. Xé đại đi. Rồi cho con mến nó ăn đi. Con mến ăn đi. Mến chưa được tôi hú mà. À, thôi. Rồi trong khu đừng lấy lon hùi à. Lấy cho anh đi. Đây. Ừ. Ê rồi, đâu là bé vậy? Cái gì má? Đâu có á. Con được bể chạy hết luôn rồi. À đó nè. Cắn cái đầu vậy? Trời cắn đầu đi chơi đi. Nè ăn lon nè. Đủ rồi. Rồi vô mùng 2 nha anh em. Thì mùng 2 mấy anh em mình vui thôi. Vui đúng rồi. Đó, em mầm. Mùng 2 nha. Phải sớm mà. Phải sớm mà nhanh trí mà nhảy xuống hốt cái con ấy là lụm được con thêm con rắn nữa rồi. Lúc mà nhảy xuống đó. Nha, ăn đi. Xong ai đó. Cua xanh ngon quá trời ngon. Bạn ăn lượng ta. Muốn nhiều cơ. Ăn nhiều cơ. Em này nha. Có mập. Chưa không? Bạn em. Đó anh em. Cậu anh em à. Mùng 2 rồi. Nãy ôm bi hai con tôm hú nữa. Bắn ta đặt bị danh ông thánh tôm hú không sai. Ừ. Ủa ghê. Bắn mà anh đi đắt đầu. Thôi, giờ thì tạm biệt anh em. Nên này mình làm sớm cái về anh em à. Tối không? Dạ, gì đăng ký ủng hộ kênh Sô Ca.